Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Mắt Kính Việt Channel. Chúng tôi tự hào để thông mắt kính chính hãng hàng đầu tại Việt Nam về giá và chế độ hộp mái. Như các bạn đã biết, hãng kính Ray-Ban nổi tiếng với các dòng như là Aviator, là Wayfarer, Clubmaster hoặc là Carnival. Đây là những cái biểu tượng thời trang của trong ngành mắt kính mà đã trở nên thành bất diệt. Với những cái dòng kinh điển như thế này thì thị phần của mắt kính chính hãng của Ray-Ban trên toàn thế giới đã chiếm lên tới tầm 70% thị phần. Bên cạnh những cái dòng cổ điển này thì có một số những dòng khác đã góp công âm thầm vào cái thành công của Ray-Ban, mà một trong những cái mẫu đó là mẫu RB3550 thuộc dòng kiểu dáng demi rimless. Đây là một chiến binh thầm lặng đã góp công rất lớn vô trong sự thành công của hãng Ray-Ban. Cây Ray-Ban RB3550 có hộp màu xám cùng với logo Ray-Ban màu đỏ. Đây là cái hộp cơ bản khi mà các bạn mua Ray-Ban trên các store trên toàn thế giới. Và trên hộp giấy chúng ta sẽ có các thông số của cây kính, đó là đầu tiên là RB3550. Đây là cái mã kiểu dáng của cây kính. Đối với những cái mẫu kính khác nhau thì sẽ có cái mã kiểu dáng khác nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ có là mã màu là 029-71. Đây là mã màu do hãng quy định. Và cái size kính đó là size 64. Size 64 đối với những các bạn hay sử dụng kính Ray-Ban thì hay để ý là chỉ có size 58 hay size 62. Nhưng mà do cái kính này là form thể thao, form ôm sát nên cái độ ngang của cái kính nó sẽ dài hơn. Nên các bạn đeo kính dòng Aviator mà size 58 thì đeo size dòng này mà size 64 thì vẫn vừa. Còn ở trên này chúng ta sẽ có chữ Milano. Có chữ Luxottica Milano. Đây là cái hãng thống trị tầm 70% thị trường kính chính hãng trên toàn thế giới. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc hộp kính Ray-Ban này ra xem bên trong có những gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái bao da màu đen. Ở bên phải này của bao da sẽ có logo của Ray-Ban và dòng chữ 100% UV Protection và Synlaxy by Luxottica. Đó. Đằng sau này và đặc biệt đằng sau này sẽ có là một cái miếng để mình gắn vào thắt lưng thì các bạn có thể để kính bên hông rất là tiện lợi đó. Và đặc biệt đó, cái hộp này nó sẽ có hai size là size thường thường cho những cái dòng kính Aviator hoặc là size những cái phong kính như dòng 3550 này. Cái dòng này nó sẽ ôm sát với lại nó vừa vặn luôn với cái kính. Và mình sẽ tiến hành mở hộp ra xem có bên trong những gì. Chúng ta sẽ có cái kính và toàn bộ phụ kiện thì chúng ta sẽ có đầu tiên là cái khăn lau của Ray-Ban màu xám và dòng chữ logo của Ray-Ban màu đỏ ở bên góc này đó. Tiếp theo là sẽ quấn hướng dẫn sử dụng, ở bên trong này sẽ có rất nhiều thứ tiếng nhưng mà không có tiếng Việt. Và cuối cùng là chiếc thẻ bảo hành chính hãng và đặc biệt là cái kính mà nhân vật chính của chúng ta hôm nay, cái chiếc Ray-Ban RB3550. Bây giờ là chiếc kính Ray-Ban RB3550. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp này ra. Và như theo như quan sát thì chúng ta sẽ có một cái kiểu dáng rất là thanh thoát, nhẹ nhàng và các bạn có thể để ý cái đường bo cong rất là ôm sát khuôn mặt khi mà các bạn đeo. Và thiết kế đặc biệt của nó nữa là sẽ có một đường viền kim loại chạy ẩn bên trong tròng kính. Điều này sẽ có cái tác dụng là thứ nhất là làm cho thanh thoát cái kính, thứ hai nữa khi mà bắt các bạn đi chảy mồ hôi, đổ mồ hôi thì nước từ trên tròng kính nó sẽ đổ thẳng xuống không có bị đọng, kể cả đọng mồ hôi bụi. Vì xài một thời gian đối với những cái dòng kính mà nó có liền khung lắm thì nó sẽ bị đọng mồ hôi hoặc là bụi ở dưới cái vành này. Còn đây là sẽ triệt tiêu hết hoàn toàn các vấn đề đó. Ngoài ra cái kính chúng ta sẽ có bên góc tay phải sẽ có là một chữ Ray-Ban in trắng và bên góc trái này sẽ có chữ RB khắc chìm ẩn, thì trên clip các bạn sẽ hơi khó thấy. Rồi ở bên trong này chúng ta cái chất liệu đặc biệt lần này là sẽ là chất liệu thép không dỉ. Cái này là thông tin được công bố ở trên trang web của Ray-Ban. Và ở bên trong là chúng ta sẽ có một lớp nhựa một lớp nhựa là ẩn sau bên trong. Thứ nhất là sẽ giúp các bạn là
giảm các giảm rơi kính hay là bị tuột kính khi các bạn ra mồ hôi nhiều hoặc là các vận động. Với lại thứ hai làm cho chiếc kính nó mềm mại nhẹ nhàng ôm sát khuôn mặt và không bị đau. Ở trên càng kính thì chúng ta sẽ có các thông số như là đây là RB3550, mã màu là 029-71 và cái size kính và các thông số. Và đặc biệt nữa là đối với một cái kính chính hãng thì chúng ta sẽ có tem chống hàng giả của Bộ Công an, của công ty phân phối độc quyền thương hiệu Ray-Ban tại Việt Nam, cùng với giá bán lẻ và các thông số kính ở đằng sau này. Ngoài ra mắt kính Việt sẽ mang cho các bạn dòng kính RB3550 này rất là nhiều màu sắc. Chúng ta sẽ có màu trắng gương, màu trà và màu xanh. Được, hy vọng qua clip này thì các bạn sẽ có thêm cái nhìn khác về Ray-Ban. Ray-Ban không chỉ có những cái kiểu dáng cổ điển đã đi vào huyền thoại của dòng mắt kính, mà ngoài ra cũng còn rất 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 nhiều các mẫu kính khác nữa mà chúng ta sẽ khó bắt gặp được ở các showroom bán mắt kính nhỏ lẻ tại Việt Nam. Với những thông tin chi tiết và đầy đủ về dòng kính RB3550 còn chờ gì nữa, các bạn hãy tới ngay hệ thống showroom của mắt kính Việt tại website www.mắtkinhviet.vn để sở hữu ngay cho mình bộ sưu tập mắt kính RB3550 và còn rất là nhiều cái mẫu khác rất độc đáo mà các bạn rất là khó kiếm được tại những showroom nhỏ lẻ. Duy nhất tại mắt kính Việt thì các bạn sẽ tìm mua được những mắt kính chính hãng 100% và với mức giá và chế độ hộp máy tốt nhất tại Việt Nam. Đến đây mình xin kết thúc clip giới thiệu về dòng Ray-Ban RB3550. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.